theo trong chuyến đi ngày hôm nay thì đoàn của mình sẽ ghé qua chùa Minh Thành ở Gia Lai mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người vào trong. Đây là cái đoàn của mình. Chùa Minh Thành. Địa chỉ là 348 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Gia Lai mọi người. Trong của cô vô trong đi đi đi, nó bán quạt đẹp vậy, bán đồ không đi cô. Mở cửa chùa 7 giờ sáng đến 11 giờ, đi 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Chùa Minh Thành hả? Ôi trời, Minh Thành trước thôi. Vậy con quay á? Không có online, con quay không ạ? Kiến trúc chùa Minh Thành, phố Gia Lai. Trời, không khí xe lạnh quá. Xe lạnh gì? Đi trước cô. Đẹp quá ha. Ôi đẹp kìa. Giống như ở trên Đà Lạt vậy đó, lạnh. Hiu hiu. Còn bị nghẹt mũi giờ mất cảm giác. Giờ thở bằng miệng không. Ủa gì cút vô lẹ vậy? Dạ. Ủa nhiều lắm hả? Đây đẹp thiệt luôn, cái gì hả cô Nguyệt? Ở bên Đài Loan hả? Chụp bào chứ không? Ai chụp hình đây không? Chụp không? Ủa anh không quay nữa hả anh? Anh này cũng YouTuber nữa nha mọi người. Thôi cái cổng đẹp quá ơi. Thôi đẹp quá ghê luôn con. Quay đi. Con quay nè. Ủa đang quay mà đẹp ghê thì nói gì. Không sao. Nói vô chậm sao. Đẹp quá mọi người ơi, giống như chuyện mình. Còn không biết gì không. Trời ơi, anh ngồi luôn chị, anh ngồi anh chụp hình luôn. Quay đi về, bấm qua chị. Dạ. Qua số chị không? Mới mốt về có gì kêu gì Nguyệt rồi, cô Nguyệt rồi. Ừ, bấm con Nguyệt hả? Thôi có số gà mới Facebook mà. Bấm con Nguyệt hả? Dạ. Nói chị hả? Đúng rồi, chứ quay còn hai máy quay rồi nè. Quá đẹp luôn. Hả? Quay máy đẹp quá. Đây. Chùa Minh Thành. Tiếp tục mình đi xuống dưới đây mọi người ơi. Trời nó không vô đi kìa. Bên đi đâu mất tiền hết trơn rồi. Để tao lại thăm người. Quá đẹp luôn á, lộng lẫy. Kiêu sa hùng vĩ. Rất là đẹp luôn cả nhà. Ủa bạn cũng làm YouTube nữa hả? Trời ơi, cây nó gục. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Dạ
quá lạnh luôn. Kiến trúc tuyệt hảo luôn nha mọi người. Wow, gió kìa. Đây mấy cô đang chụp hình làm lưu niệm cho mọi người. Đó, đây cảnh quá đẹp luôn, cảnh sắc rất là hữu tình. Thiên nhiên thơ mộng. Đây mình tiếp tục đi quanh đây. Ai cũng đi lại đây chụp hình gần đây hết trơn vậy. Không gian đây tuyệt vời luôn á mọi người. Xe lạnh như ở trên Đà Lạt chứ. Quá thích luôn. Cảnh sắc hữu tình. Đây là cái đường đi ra, hồi nãy mình đi vô bên kia, giờ đi ra bên đây nè mọi người. Đẹp quá. Đây là một trong những phương đồng mà xin lỗi đây là ở phương Bắc nổi tiếng gọi là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Mình nâng cái bảo tháp này để tháp là tượng trưng cho Phật pháp, tức là tay nâng cái bảo tháp là tượng trưng là bảo vệ chánh pháp. Đụng phạm cái bảo kiếm này là bất kỳ người nào mà đụng tới Tam Bảo, ngài sẽ làm cho người đó không có thể nào mà nhìn được mặt trời nữa. Thế nên là hai cái một cái là để giữ gìn, một cái để khăn đen với người nào mà đụng Tam Bảo. Vậy từ đó giờ ông tưởng là thầy đọc nó thấy nghe tụi nó nói là này là dương thủy. Không có, dương thủy là ba mắt tam nhãn ông này lớn đúng không? Tại vì ví dụ mình tụng bài thiện thiên nữ chú á, đúng không, thì trong thiện thiên nữ chú thì đó là mình tụng bà mẹ đúng không, nhưng mà mình cầu xin bà con người con. Thì đó cho nên mình thì tụng kinh, mình cầu thì cầu bà mẹ, nhưng mà xin nhờ che chở, xin nhờ người con, đây là người con. Nhưng mà khi mà nó mất ở chỗ mất là bây giờ còn các sứ các thầy tổ trợ thầy thông qua của em người cha mới ra đề tài là thế đó là
ông này ổng mấy hình thức là ổng đồ công lẹ đó, đi vòng hết. Nhưng mà người em là Ganesh á, chỉ đi quanh vòng ông cha mẹ thôi. Ông này chơi về nó tại sao? Thấy là cha mẹ là vũ trụ. Mấy ông cha cũng hơn nữa ông ta. Đây là chuyến đi lần đầu tiên mình được đặt chân đến chùa Minh Thành Gia Lai á mọi người. Nhìn ở đây rất là đẹp luôn. Ở vùng viên phong cảnh xung quanh mình phía xa kìa. Rất là hữu tình, rất là thơ mộng mà không khí ở đây cực kỳ lạnh lạnh đó mọi người. Rất là thích luôn á. Đây nó ở gần chùa. Có hoa luôn nè. Ủa bà bán vé số hả? Ừ, bán vé số con. Cái ai ủng hộ ngoại đi, một vé cũng được. Năm vé là. Bà mặc vé áo, mấy cái áo lạnh lắm hả? Bốn áo. Bốn áo. Bà lộn lên bốn áo. Trời, bốn áo luôn nha mọi người. Không khí ngoài đây rất là lạnh. Rồi, cho chị một vé. Năm vé là ngày được 5 ngàn. Năm vé 5 ngàn hả? Rẻ vậy? Năm vé là được 5 ngàn. Thôi chị nói. Thôi. Năm vé là được 5 ngàn. Dạ cảm ơn. Em có phần luôn hả? Ủa? Trời. Với số này lạ. Mẹ này anh là không không có đồng bào đồng chất nha. Tại vì có ai vậy? Ở đây kỳ dạ. Lấy cái này thôi. Số này là số đẹp. Số đẹp 3 số 6. Chúng. Nhà anh là 6200 à. Đó con này là 3 sao. 666 ba con số 6. Ôi chị mời chị ơi, chị chúng rồi vậy quay trở lại Gia Lai nữa hả? Anh là chơi 200. Không có là phải. Dạ. Đang chụp cái thầy phía sau á, từ phía sau cái chúng tôi nhìn gì cho thầy, cái thầy một mình thầy á, giống như thầy đang nhìn là nửa người thôi, nhưng mà dạ. Chụp lấy được chữ cái này nè. Dạ. Đang quay đi. Đâu có hồi đó mình cũng vào đại quan thì nói vậy á, nói vậy cái làm đụng chạm tới bao nhiêu lần tự tôn dân tộc. Sau khi mình biến chùa xong thì bây giờ mình đi ra bên ngoài á mọi người, đi xe như lên nhà xe tiếp tục về khách sạn hay là đi đâu mình cũng không gặp nữa, tại vì cái lịch trình mình chưa có nắm rõ nữa mọi người. Nay đoàn mình đi quá trời vui luôn. Trời gió quá trời luôn á. Đây là hai xe ha mọi người, nãy đoàn mình ở Đà Nẵng một chiếc ha, còn đây một chiếc ha. Giờ mọi người là chuẩn bị lên đoàn mình đi chiếc xe này thì mình sẽ đi theo đoàn bên đây. Minh Thành. Chúa này chùa Minh Thành. Minh. Xin mời, xin mời. Ai ở trong vào cái đi.
Sẽ có một thầy sẽ nói cho chúng ta đối diện cái bảo tháp đó hai cả nhà ha, đúng không? Và hiện tại đoàn chúng ta đang có mặt ở Gia Lai, đúng không cả nhà?